Xin chào tất cả quý vị, Hải Sơn đang có mặt tại sự kiện Việt Nam Hand Show 2014 và xin mời quý vị cùng với Hải Sơn chúng ta hãy tham quan gian phòng triển lãm của Thiên Hà Audio. Và đây chính là gian phòng của Thiên Hà Audio. Xin mời tất cả quý vị. Và chúng ta đã xuất hiện ở trong gian phòng của Thiên Hà Audio. Chúng ta sẽ đến với bộ dàn đầu tiên. Đây là một cấu hình sử dụng một đôi loa Buxell, đó là Asset L1 mà Hải Sơn đã giới thiệu ở trên YouTube của Thiên Hà Audio. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Asset, là một thương hiệu còn khá non trẻ, thuộc về Audio Group Đan Mạch. Tuy là sản phẩm mới nhưng được rất nhiều quý vị khán giả quan tâm. Và đặc biệt là màn trình diễn của cả hệ thống được nâng tầm lên rất nhiều nhờ vào những thứ sau. Thứ nhất, đó chính là chiếc âm ly tích hợp Asset Forte 3, cũng đến từ thương hiệu Asset, đảm bảo cho chúng ta có được một cái phối ghép nó cực kỳ hoàn hảo. Tiếp theo, chúng ta có dây loa cũng đến từ thương hiệu Asset. Và bí quyết để thăng hoa cả bộ dàn máy này lên, đó chính là cấp cho nó một năng lượng trầm dồi dào và sâu lắng. Đó là những chiếc subwoofer đến từ Reel với dòng sản phẩm là Reel Special Carbon. Và Hải Sơn đã sử dụng tổng cộng 4 quả subwoofer này với những điểm tần số cắt và mức gain âm lượng hợp lý và đồng pha, giúp cho cả hệ thống này trở nên hay hơn rất nhiều và nó cũng làm ngạc nhiên với nhiều quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ chuyển tiếp đến với khu vực trưng bày các sản phẩm đến từ thương hiệu Mastersound. Đây là một thương hiệu đã rất là quen thuộc ở trên thị trường Việt Nam, một thương hiệu chuyên về âm ly đèn cao cấp đến từ Italia. Với những sản phẩm thượng hạng như là Mastersound Evo 300B, Mastersound Evolution 845 là những sản phẩm có thể kéo được rất nhiều đôi loa khó tính và đem lại âm thanh rất ngọt ngào. Và xin mời quý vị cùng đến với khu vực ở giữa căn phòng này, đó chính là không gian trưng bày của thương hiệu Devialet. Devialet mặc dù được thành lập từ năm 2007, nhưng họ đã có những bước phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, và với những công nghệ rất đột phá ở trên thị trường, cộng với gia công hoàn thiện sản phẩm thì cực kỳ chuẩn xác và rất chất lượng và sản xuất tại Pháp, đã khiến cho những sản phẩm loa công nghệ được đẩy lên như là một tuyệt tác loa công nghệ vậy. Và chúng ta có thể dễ dàng bị đánh lừa rằng những sản phẩm này âm thanh nó bình thường vì nó nhỏ, nhưng khi giọng hát được cất lên thì tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên về mức âm lượng lớn, độ trong trẻo, độ chi tiết và đặc biệt là tiếng trầm của Devialet có thể gọi là tuyệt vời ở trong cái làng loa công nghệ. Và khi kết hợp hai loa thành một hệ thống stereo, âm thanh nó mở rộng lên và âm thanh còn hay hơn nữa và có thể trình diễn ở trong một căn phòng rất lớn này. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với không gian cuối cùng, đó chính là bộ dàn sử dụng cấu hình loa kèn Avantgarde Duo GT. Đây là bộ dàn Hải Sơn đã giới thiệu ở trên kênh YouTube của Thiên Hà Audio. Nó đã có một cái màn trình diễn cực kỳ thuyết phục. Thứ nhất, đây là những sản phẩm đến từ người Đức với công nghệ chế tạo cực kỳ chính xác, và Avantgarde nổi tiếng với những sản phẩm loa kèn chất lượng cao. Chúng ta sẽ sử dụng một đôi loa kèn kết hợp với bộ PAL Monoblock đến từ thương hiệu Trax, là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Bulgari. Và đây là một cái cấu hình mà sử dụng là mỗi bên là một chiếc PAL để đánh cho một bên loa. Và cái PAL này chỉ làm nhiệm vụ để kéo cho cái phần loa chung và loa chép thôi. Và PAL này sử dụng mỗi bên là 6 quả bóng 300B rất là lớn. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng một chiếc pre đến từ cũng là thương hiệu Trax, đó là Libra 300B, cũng sử dụng 6 quả bóng 300B nên chất âm tổng thể cực kỳ ngọt ngào và vô cùng tinh tế. Nguồn phát sẽ sử dụng là bộ Calista đến từ thương hiệu Metronome. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm những chiếc loa subwoofer đến từ Reel. Đây là dòng sản phẩm đầu bảng, chính là subwoofer Reel No 32. Nó cho tiếng trầm cực kỳ hay, vô cùng sâu, rất chuẩn xác và vô cùng nhạc tính, có thể kết hợp một cách hoàn hảo với bất cứ hệ thống nào. Trong trường hợp này thì sẽ cắt cho subwoofer Reel hoạt động ở cái ngưỡng tần số thấp và nhích âm lượng lên một chút để bổ trợ thêm cho cả dải trầm của hệ thống này, giúp cho một cái gian phòng rất rộng lớn có thể tận hưởng được những âm thanh trầm một cách sâu lắng, tinh tế và đầy đủ uy lực khi cần thiết. Và đó là những gì Hải Sơn muốn giới thiệu về căn phòng này, triển lãm Việt Nam Hand Show, gian phòng của Thiên Hà Audio. Rất cảm ơn quý vị đã tới với triển lãm Việt Nam Hand Show và đã ghé thăm gian phòng của Thiên Hà Audio. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.